măng tây có phải là cây dương liễu hay không? Đi hỏi mấy bà bán bông là biết liền cái gì. 8 giờ mới bắt đầu đi chợ đây, canh men người ta mở hàng rồi mới dám vô hỏi nè. Em ơi, cho chị hỏi cái này một xíu. À, hồi giờ em làm hoa là chị thấy có cái cây dương liễu á, đúng không? À, và người ta hay thắc mắc là cây dương liễu có phải là cây măng tây không em? Dạ không, cây dương liễu đâu phải là cây măng tây. Ồ vậy hả, cây măng liễu phải là măng tây. Cây dương liễu nó cái cây mà nó xì ra đúng không? Nhỏ đúng nhỏ rồi, nhỏ nhỏ xanh xanh đó. Mình cắm chung với hoa. Đúng hồi rồi, xưa thì thấy mà bây giờ chị bây thấy giờ ít em không thấy nữa. Hồi xưa hay xoài. Cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Trời ơi cô bán hoa xinh quá. Cây dương liễu đó có phải là cây măng tây không chị? Chị cũng nghĩ vậy, con em nha, nó nghĩ là cái cây măng tây, tự vì chị nói cây dương liễu là cây dương liễu mà cây măng tây là cây măng tây mà nó kêu cây dương liễu là cây măng tây chứ cây gì chị em trồng kia nè. Nhưng mà cũng không biết là đúng vậy không. À dạ cũng không biết là đúng hay không. Cũng đang nghi ngờ. Thế nó y xì giải phải không biết. À dạ rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Trời hoa đẹp quá nè. Mọi người có đi qua chợ thì nhớ ghé ủng hộ các chị em nha. Thú vị quá mọi người ha. Tổng kết như sau cho rõ ràng luôn nè. Cây măng tây với cây dương liễu là một, nó khác ở chỗ là măng tây của mình trồng từ hạt giống F1, nó cho măng lớn hơn, mập hơn và cành lá của nó cũng rất dày dặn, lớn lên lại có quả và mình lấy cái hạt đó mình gieo lên là thành F2 rồi. Tiếp tục như vậy nó trải qua nhiều đời F3, F4 vân vân thì đương nhiên sẽ bị thoái hóa giống, mầm lên cũng nhỏ, khi lá bung ra trở nên mảnh khảnh hơn, dùng cắm hoa nó không có bị thô, rất mềm mại và rũ hơn nên người ta hay gọi là dương liễu. Vậy nên khi mọi người trồng để ăn thì nên mua loại giống F1 về trồng cho mầm nó bự nha. Mua trúng mấy loại hạt giống F thứ N thì chỉ phù hợp để làm cảnh cắm bông thôi à.